Chào mừng toàn thể anh em lại tiếp tục trở lại với Facebook Cậy Chảo Vũ Hải trong buổi trưa ngày hôm nay. Hôm nọ tớ có bảo cái mây mới này đi đâu thì ra là nằm ở trên xe. Có tháo chứ. Hey, giới thiệu cho anh em dàn cày bốn chảo dòng chuyên cày bãi, cày đất khô, lên đường phục vụ cho anh em Gio Mai, Gio Linh, Quảng Trị này. Em chào hai bác đang xem nhé. Dàn cày này cũng tiếp theo là dàn cày bốn chảo luôn, dành cho anh em Tượng Đài, Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn Na. Dòng siêu phẩm cực ngầu, cực mới, hot nhất của Thái Bình năm nay này. Không được cải tiến dựa trên phiên bản khung cày Thái HD. HD 400. Đây, mẫu này là mẫu năm cũ này, năm 2021. Mẫu này là mẫu mới năm 2022. Em thải đi cải tiến thay đổi một số chi tiết là trụ tròn. Nhìn cái dàn cày nó có vẻ vừa mềm mại lại vừa cứng rắn hơn. Là lưỡi chảo đang sử dụng cho dàn cày này là lưỡi của Mỹ Osmondson. Chào Hoàng Long nha. Số điện thoại của bên em là 0936 975 256, 0982 975 256. Anh em có nhu cầu sử dụng hoặc là tin yêu thì alo trực tiếp cho em, đáp ứng cho anh em bất kỳ thời điểm nào. Anh em Quảng Trị thì chuẩn bị nhận hàng nhá. Ngày hôm nay bắt đầu hàng lên đường. Mấy hôm vừa rồi em mãi quá, anh em hối nhưng mà em lên không kịp. Em chào anh Máy Nông Nghiệp Thắng Hồ nhá. Quá rẻ anh nhỉ. Nên là anh em phải ủng hộ nhiều nhiều và để em còn đổi cái bộ mới. Cái bộ này đấy anh em vào là không ưng cho lắm. Để lần sau có bộ mới thì em mở lên anh em nghe nó mới lọt cái lỗ tai. Đây là Hoàng Long. Hoàng Long đang ở đây đang xem live stream cùng với bạn Hoàng Long đây. Hoàng Long hôm nay rất là đẹp trai. Vợ mới mua cho nguyên một cây, một set quần bò cộng với lại một chiếc áo hàng hiệu này. Hôm nay có quả mũ rất là đẹp trai. Quả mũ này đó. Mới điền trước rồi. Đấy, quay vào Hoàng Long phát lên ngay. Hôm
Ngoài hai sản phẩm này đi trong ngày hôm nay, một sản phẩm màu xanh xanh mang niềm tin và hy vọng này lên đường phục vụ anh em tượng đài Cò Nòi Mai Sơn Sơn La. Một dàn cày mang âm màu sắc đen huyền thoại, một màu đen khỏe khoắn sung thực này thì là vào với anh em Do Mai Do Linh Quảng Trị này. Tiếp tục em đang lên thêm một dàn vun luống chảo 660 cho máy 6000 cho anh em Lâm Đồng, Lâm Hà, Hà Lâm, Lâm Đồng, Hà Lâm, Lâm Hà, Lâm Đồng. Dàn này thì anh em ở trong đấy là đặt trong năm, nhưng mà vì là trong năm là em làm xong rồi nhưng mà không có xe nên là chót bán của anh em mới đi, thì bây giờ bắt đầu với lại đáp ứng giờ thì có xe rồi thì bắt đầu với lại làm lại cho anh em ấy đây. Lâm Hà, Lâm Đồng. Còn rất nhiều phụ kiện dành cho cày chảo bãi năm nay đó. Đây đang lên sẵn đầu cày của 5 con cày bãi chuẩn bị lên khung, anh em đang chờ và hối ăn đây. Ngoài ra thì còn 3 dàn cày cho anh em Tây Ninh đã lên khung sẵn đó. Anh em Tây Ninh, anh em Tây Ninh chuyên về làm ruộng khô, ruộng cứng, ở đấy không có ruộng nước như ngoài Bắc. Dàn chảo vun luống thì có tấm chắn này, lật lên lật xuống thoải mái đấy. Hả? Đây tháo dần con này trước, tháo hai con trong này rút ra ngoài con là xong. Để tôi đi tôi kiếm cái bút lắp vào cái này. Đấy là vào rồi, đẩy con này. Đấy ấn chụp được. À lắp cái chụp 22 vào. Cái chụp dài ấy, nó ghi 22 ở đấy là đúng. Em chào 14 bác, 16 bác đang lượt xem đang tăng kinh khủng. Em chào 18 bác đang theo dõi live stream của em nhé. Kính chúc tất cả các bác sang năm mới thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài. Và nói chung là vạn sự như ý.
chào các bác nha, các bác đừng bỏ máy. Đây là dàn cày bãi hạng nhẹ. Anh em đang tháo rời các bộ phận ra để gửi xe đi vào trong Gio Linh Quảng Trị.
nếu mà để nguyên thì nó rất là lầu công, cho nên là anh em bắt buộc phải tháo rời ra. Anh em ở xa phải thông cảm. Như này là rất là mất công nhưng mà nó thuận lợi cho cái khâu vận chuyển. Cái đấy ra là sập đấy. Tôi bảo ông ta đi. Đấy, chào 8 anh em đang xem video phát trực tiếp của cơ khí nông nghiệp Cải Chảo Vũ Hải. Một dàn đen và đây là một dàn cày màu xanh phá lâm, lắp cho máy 5.000 mã lực trở lên. Dàn cày này nó rơi vào khoảng 4 tạ 8 đến 5 tạ 2 anh em ạ. Đĩa chảo hiện tại bây giờ đang là đường kính 60, 62, 66. Dàn này chuyên khai hoang. Dàn này là của một bác khách ở Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La. Năm ngoái em đã có một vài dàn xe đi trực tiếp lên trên đấy lắp đặt và cũng đã test và cũng đã lên video cho anh em. Anh em cảm thấy làm tốt cho nên là anh em đặt thêm. Nhiều anh em là chỉ có cày ruộng quanh năm ngày tháng nên là không biết đến những cái dàn cày to như này. Nhiều bác khách đến là nhất là những cái bác mà chuyên chạy những cái máy dòng máy 3 bánh, 2 bánh đấy, là các bác nhìn những cái dàn cày này là các bác ấy không biết nó là cái dàn cày cho con máy gì. Rồi nhiều anh em thì làm rẫy thì con này vẫn không xi nhê. Nó vẫn thuộc vào cái hạng bé. Hiện tại là bây giờ trên thị trường có rất nhiều cơ sở là đóng nhái anh em nhé. Tất cả bên những sản phẩm mà bên chúng em mà đóng ra đấy đều có logo nhãn mác và số điện thoại. Anh em nào mà có nhu cầu đấy thì cứ liên hệ trực tiếp. Anh em là miễn phí cái gọi là tư vấn nhiệt tình. Số điện thoại và Zalo, anh em có thể là ép số điện thoại vào Zalo và nói chuyện, trò chuyện trực tiếp. Anh em chúng em là không có đi qua bất kỳ một cái đại lý hay là trung gian nào. Anh em mà có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp để tránh cái tình trạng là nhầm lẫn. Sơn, ông sơn nó chảy quá. Máy này, con máy cày mà lắp cho kéo được cái dàn cày bốn chảo gọi là phá lâm tầm trung hạng nhẹ như thế này thì nó chỉ cần trên 3.000 mã lực thôi anh em ạ. Là anh em cày ok rồi chứ không cần phải máy quá to. Còn máy to thì đây rồi, ngay bên cạnh đây. Còn đây là xin giới thiệu với anh em dàn vun luống. Dàn vun luống đang ở trong cái giai đoạn gần như là hoàn thiện. Chỉ cần phun cho em nó một lớp áo màu xanh hoặc màu đen nữa tùy ý của bác chủ đặt hàng. Đây. Hai cái đường kính chảo của nó là 66. Luống này, lên luống rất đẹp, rất nhiều video cho anh em xem. Anh em ở khu vực miền Bắc mình thì rất ít người sử dụng những cái sản phẩm này. Nhưng mà ở trong khu vực miền Trung và Tây Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long đấy thì anh em dùng rất là nhiều. Rất nhiều cái chi tiết. Vâng, đây giới thiệu với anh em, đây là anh thợ chính của bên chúng em, anh Đỗ Tuân.
anh rất nhiều cái năng khiếu. Còn hai bác thì đang ngồi co ro ở bên trong đục đẽo. Quay lại với lại chủ đề chính. Đây. Những cái khâu mà vận chuyển tháo rời ra để di chuyển trước khi đến người dùng là chúng em cũng trải qua rất nhiều công đoạn các bác ạ. Anh em ở xa thông cảm cái là xe khách, xe tải thì chạy vào trong đấy thì nó rất là xa xôi, mà cái cước xe thì nó rất là nhiều, nó rất là tốn kém, cho nên là nhiều anh em là đã tin tưởng đặt hàng là chúng em chỉ có cái cách là tháo rời và chuyển lên bến và nhờ các bác xe khách chuyển vào thôi. Còn cái khâu sau các bác ra đón hàng hay là về lắp đặt thế thì chúng em sẽ hỗ trợ qua video. Phải chờ chứ anh, làm người ta làm có thời có vụ, anh em tính làm quanh năm sao? Làm cũng phải có lúc nghỉ ngơi chứ anh em. Em chào anh cậu chủ nhỏ nhé. Sau khi tháo rời các bộ phận ra thì nhìn cái dàn cày nó rất là gọn. Về cái dòng cày bu lông kẹp trụ này thì rất là tiện lợi cho anh em. Anh em có thể là tháo rời và xê dịch xá to nhỏ theo ý của mình. Tùy theo cái công suất hoạt động của máy, anh em thích xá to cho sát vào một chút, miễn sao là nó kéo được hiệu quả làm ra sản phẩm. Dàn này bây giờ hiện tùy theo cái đĩa chảo, máy ơ, cốt trục. Nếu mà anh em dùng cái thể loại mà chắc to mà chảo ngoại loại của Mỹ hay là những cái thương hiệu lớn ấy thì anh em sẽ phải thêm tiền thôi. Anh em cũng phải cân nhắc tiền nào của đấy. Được chưa bác ơi? Bác Quang, chú Tuấn này, đây hai cái ép luống này. Kể cả phay lên luống chúng em cũng có nhé. Anh em chỉ cần có nhu cầu là anh em cứ alo, phục vụ hết mình luôn. Đây là dàn vun luống hai chảo, ở giữa là còn một cái rạch nữa nhưng mà chưa lắp ráp. Sản phẩm này là bên em là trong năm bán ra rất là nhiều, làm gần như là không kịp ra lò để bàn giao cho anh em. Rất nhiều anh em bị nhỡ, đặc biệt là khu vực Quảng Bình, Quảng Trị. Còn đây là những cái dàn cày ruộng, một năm cũng phải trên dưới 1.000 sản phẩm, gọi là đi dọc đất nước Việt Nam. Đây là dàn cày 5 chảo chuyên khung. Giờ thì nó cũng hết mùa rồi nhưng mà vẫn rất nhiều bác là cẩn thận, là các bác đã đi đặt cày từ bây giờ để chuẩn bị cho cái vụ tháng 5, tháng 6 cày dầm này. Nhiều nơi thì người ta chỉ dùng phay, mà nhiều nơi thì người ta phải dùng cày. Ruộng rồi chúng em lại lên đồi núi. Nói chung là cũng quanh năm ngày tháng phục vụ nông nghiệp. Bác Quang, chú Tuấn ơi, nói chung là nó cũng rẻ thôi. Có gì thì một chút nữa thì bác nhắn tin nói chuyện riêng.
hoặc là bác liên hệ theo cái số điện thoại này, bọn em tư vấn nó cụ thể hơn, chi tiết hơn. Chứ hiện tại bây giờ mà nói trên này thì lộ hết. Rồi, có khi là em cũng xin kết thúc cái video ở đây. Cũng rất là nhiều anh em cũng đang theo dõi trực tiếp. Hẹn anh em vào những cái video mà chúng em đi lắp cày thực tế cho các khách hàng, để anh em cùng theo dõi. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi live stream từ lúc phát đến giờ nhé. Hẹn anh em ở những cái video sau.